Năm 2019, báo chí Tây Ban Nha gây sốc với nhiều người. Theo đó, thủ môn Keylor Navas đang bị các đồng đội xung quanh, thậm chí là cả huấn luyện viên Zinedine Zidane cô lập. Được biết, Navas giờ đây như người xa lạ tại câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha. Báo chí tiết lộ, chỉ có Karim Benzema chịu nói chuyện với Navas. Sau đó, thủ thành này tiếp tục thể hiện sự giận dữ và thất vọng. Bầu không khí giữa Navas và những đồng đội khác tiếp tục diễn ra căng thẳng suốt các buổi tập. Trong chuyến tập huấn của câu lạc bộ tại Canada, tất cả đều không nhìn vào mặt người gác đền đến từ Costa Rica. Chẳng ai chào hỏi hay nói chuyện với thủ môn 36 tuổi. Không ai muốn giao tiếp với Navas. Nhưng ý của họ rất rõ ràng. Anh phải ra đi hoặc là chịu sự hắt hủi này cho đến khi nào hết hợp đồng. Với nhiều người, có thể họ cảm thấy đôi phần bị sốc trước kiểu đối xử cạn tàu giáo máng với công thần của Real Madrid. Mới cách đó chỉ một mùa, Navas còn là trụ cột đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Champions League của Real Madrid. Xa hơn nữa, tài năng của thủ thành người Costa Rica cũng mở ra kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, 3 chiếc cúp danh giá nhất châu Âu trong 3 năm liên tiếp. Thế nhưng giờ đây, anh đang bị cưỡng chế rời khỏi đội bóng mà mình vô cùng yêu quý. Tuy nhiên, với những ai yêu Real Madrid, cách cư xử tệ bạc với những cầu thủ trụ cột đã trở thành một nét truyền thống, đặc biệt là dưới thời chủ tịch Florentino Perez. Ông trùm trong ngành xây dựng này đã đối đãi với công thần lâu năm tệ bạc không ai bằng, Fernando Hierro. Đường đường là một đấng anh hào, trong thì cầu thủ kính trọng, ngoài thì fan hâm mộ yêu quý, thậm chí còn là một trong những huyền thoại đội trưởng vĩ đại nhất của Real Madrid. So sánh với Sergio Ramos, Hierro được trọng vọng gấp bội phần. Vậy mà năm 2003, anh bị đuổi nhẹ nhàng như kiểu người ta giết con kiến con sâu. Chuyện là khi Perez quyết định sẽ không ký tiếp hợp đồng với huấn luyện viên Vicente Del Bosque, Fernando Hierro nhanh chóng phản ứng lại vì Del Bosque là người giúp mang về chức vô địch Champions League thứ 8 và thứ 9 của Real và vừa giúp kền trắng đăng quang La Liga mùa giải 2002-2003. Thủ quân Nian đến và nói, bán đội phó Redondo đã không được rồi, giờ còn đuổi Del Bosque. Ông mà đuổi là tôi đi luôn. Bạn có biết kết quả ra sao không? Perez đã không một chút do dự mà bán cả ba người trên. Họ chính là đội trưởng, đội phó và huấn luyện viên trưởng của Real Madrid. Ngày Andres Iniesta rời Barcelona, nguyên cả sân Camp Nou gần 10 vạn chỗ ngồi bật đèn sáng trưng chỉ để đợi anh bước và chụp mấy tấm ảnh lần cuối. Những trận đấu cuối cùng của Iniesta trong màu áo Barca, trận nào các fan hâm mộ cũng khóc lên khóc xuống. Còn Raúl González, Iker Casillas vĩ đại đến mấy cũng bị tống đi không kèn không trống. Đau nhất là Iker Casillas, chẳng ai thèm tổ chức cho anh một buổi họp báo chia tay ra hồn. Kể sơ sơ ra một vài trường hợp kinh điển như vậy để thấy tri ân là một khái niệm không bao giờ xuất hiện trong từ điển của chủ tịch Perez. Quay lại với câu chuyện của thủ môn Keylor Navas, có lẽ các cổ động viên trung lập đã hiểu lý do vì sao anh rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tài năng của Navas là không bao giờ cần phải bàn cãi. Nếu thủ môn này không giỏi, chẳng có lý do nào mà Real có thể vô địch được Champions League 3 lần liên tiếp cùng một danh hiệu La Liga. Trên phương diện cá nhân, Navas từng giành giải thủ môn xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2013-2014, thủ môn xuất sắc nhất Champions League 2017-2018, thủ môn xuất sắc nhất năm 2009. Xét về thái độ, Navas thuộc top trai ngoan chính hiệu, không scandal, không màu mè, không gái gú, không nhậu nhẹt. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh gia đình và thi đấu. Thậm chí cứ mỗi khi mở miệng trả lời phỏng vấn, điều đầu tiên mà Navas nhắc đến là tình yêu dành cho màu trắng anh đang khoác lên mình. Ngày 8 tháng 8 năm 2018, khi Thibaut Courtois đặt chân đến sân Bernabeu, Navas phát biểu dõng dạc trên đài. Không có gì phải bàn cãi, tôi chắc chắn sẽ ở lại Real Madrid, có chết tôi cũng không muốn ra đi. Đến tháng 3 năm 2019, chỉ đúng một trận anh được vào bắt chính sau quãng thời gian dài phải ngồi dự bị, Navas chia sẻ. Tôi luôn muốn được chơi bóng ở Real Madrid. Đó là mong muốn của tôi mọi lúc. Tôi luôn cố gắng cống hiến hết sức mình cho đội bóng. Tương lai chúng ta sẽ xem xét sau. Vào lúc này chúng tôi vẫn ổn, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi bây giờ chỉ đặt mục tiêu từng ngày chứ không nhìn quá xa. Tôi thích sống cho hiện tại. Nếu bạn nghĩ nhiều về tương lai, thì bạn sẽ mất đi góc về hiện tại. Hôm nay, mặt trời đã hé dạng vì tên tôi được điền vào đội hình xuất phát. Tôi luôn cố gắng tận dụng tối đa từng khoảnh khắc được ra sân thi đấu. Nghe những lời ấy của Navas, người ta càng cảm thấy xót xa cho thủ thành người Costa Rica. Đối với một cầu thủ, tương lai luôn là điều hướng đến đầu tiên.
chẳng thiếu những trường hợp mới chỉ ngồi dự bị một hai trận đã lên báo than thở và bắn tin muốn ra đi. Song với Navas thì anh vẫn hồn nhiên cùng tình yêu của mình. Mặc cho cô nàng Real Madrid đồng đành luôn mơ về những cái tên đẹp trai, hoặc chí ít là có thương hiệu tốt hơn anh. Ngoại hình kém long lanh khiến anh không được lòng chủ tịch Florentino Perez, 5 năm tại Bernabeu. Chưa khi nào người gác đền sinh năm 1986 được yên ổn cả. Mùa hè năm 2015, Navas đã chuẩn bị tất cả hành lý để chuyển tới Man United theo dạng hợp đồng trao đổi để chiêu mộ David De Gea của Real. Như tất cả đều biết, mọi thứ đều không trở thành hiện thực do sự cố mang tên chiếc máy fax. Không một lời kêu ca, Navas vẫn cần cù cống hiến mặc cho những tin đồn về De Gea lúc nào cũng xuất hiện. Lúc kể lại, Navas thừa nhận mình đã khóc sau đêm hôm đó. Tôi chưa bao giờ muốn rời Real Madrid. Cũng từ đó, dù bất đắc dĩ ở lại, nhưng Navas chơi tuyệt hay và luôn làm chủ khung gỗ mà mình chấn giữ. Nhưng ở Madrid, nơi mà yếu tố phi chuyên môn là tố chất hoàng gia sang chảnh luôn có giá trị, Navas trở thành một kẻ ngoại đạo đáng thương. Khi cơn ác mộng De Gea qua đi, chủ tịch Perez lại dội một gáo nước lạnh vào hy vọng cống hiến của Navas, lần này là thị bo tổ quốc tòa. Người mới trước đó còn bị tất cả giễu cợt vì liên tục để Lionel Messi sút bóng qua háng tại Champions League. Có nghĩa rằng, đây chắc chắn không phải một vụ chuyển nhượng liên quan đến chuyên môn. Quả thật, quốc tòa cho thấy mình chẳng hơn gì đàn anh. Thậm chí không ít lần mắc lỗi khiến Real khốn đốn. Vấn đề duy nhất ở đây là tính thương mại của quốc tòa đương nhiên cao hơn nhiều. Anh cao giáo, điển trai và trông ra dáng hoàng gia hơn. Đặc biệt nếu có bán lại quốc tòa, anh sẽ cho ra khoản lợi nhuận cao gấp vài lần Navas. Tất nhiên một người sẵn sàng bán Cristiano Ronaldo, cỗ máy săn bàn vĩ đại nhất lịch sử của Real chỉ vì số tiền 100 triệu euro. Điều mà ông ta quan tâm nhất không phải là chuyên môn. Nhưng để nói về nỗi đau đớn nhất của Navas lại không phải là Perez. Quá nhiều người biết chuyện cạn tàu giáo máng của vị chủ tịch này. Nhưng ít ai ngờ huấn luyện viên Zinedine Zidane lại đối xử với học trò cưng của mình như vậy. Khi Zidane quay trở lại làm huấn luyện viên của Real ngày 12 tháng 3 năm 2016, điều đầu tiên ông hành động là gạt quốc tòa lên băng ghế dự bị để Navas vào sân. Những tường sự nghiệp của Navas đã được giải cứu bởi huấn luyện viên người Pháp từng rất ưu ái anh. Hơn nữa, nếu không nhờ công lao của Navas, chắc gì Zidane đã trở thành tượng đài bất tử với ba chiếc cúp tai voi liên tiếp. Tuy nhiên, mọi thứ lại không như Navas nghĩ. Đến ngày 8 tháng 5, Zidane tạo nên một cơn sốc lớn khi loại Navas ra khỏi đội hình. Thậm chí ghế dự bị anh cũng không được ngồi. Thay vào đó chiến lược gia 50 tuổi xếp cậu quý tử Luka vào danh sách dự bị cho quốc tòa. Marca, tờ báo thân Real thậm chí còn nhấn mạnh Zidane sẵn sàng tranh luận với ban lãnh đạo của Real Madrid để bảo vệ quyết định của mình. Phũ phàng hơn, Zidane còn khẳng định quyết định tống khứ Navas để giúp Real đỡ phải tốn một khoản tiền trả lương cho anh. Đó là giọt nước tràn ly khiến tình cảm đôi bên đổ vỡ. 5 triệu euro cho một mùa đối với một người đem lại bao vinh quang là quá ít ỏi. Vậy nhưng Zidane vẫn cho rằng đó là một số tiền quá lớn. Tuyệt vọng trước sự quay lưng của ông thầy mình từng hết mực yêu quý, Navas vẫn cố vớt vát hy vọng của mình khi tỏ ra trân trọng Real. Nếu huấn luyện viên bảo tôi đi thì tôi sẽ đi. Nhưng giờ tôi vẫn còn hợp đồng với Real, và đây là đội bóng của tôi. Song với những gì đã xảy ra suốt nhiều năm qua, liệu rằng Real có đáng với tình cảm của Navas hay không? Anh chẳng thiếu thứ gì, mà nói thẳng ra, chỉ cần tuyên bố muốn ra đi, không thiếu đội bóng lớn sẵn sàng giang tay đón thủ môn này. Ở tuổi 32 lúc đó, cơ hội vẫn còn rất rộng mở với Navas. Còn với Perez cũng như Zidane, có thể sự ra đi của thủ thành người Costa Rica không làm họ khủng hoảng như lúc chia tay Ronaldo. Tuy nhiên nếu cứ giữ cách làm như thế này, sẽ đến một ngày họ sẽ bị các công thần quay lưng và rơi vào cảnh lụi tàn lúc nào không hay.